Trong cuộc đối đầu với Middlesbrough, Chelsea đã có một chiến thắng đậm đà với tỷ số 6-1 để ghi tên mình vào trận chung kết cúp Liên đoàn Anh. Mặc dù hàng công của đội chủ sân Stamford Bridge đã ghi tới 6 bàn thắng trong trận đấu này, nhưng Raheem Sterling lại không thể có lần nào điền tên mình vào danh sách ghi bàn. Tiền đạo người Anh chơi khá năng nổ nhưng chỉ có một đường kiến tạo và một lần khiến cầu thủ đối phương tự đưa bóng vào lưới nhà. Việc tụt mò trong trận đấu với Middlesbrough khiến Sterling thiết lập một kỷ lục buồn trong sự nghiệp khi đã trải qua chuỗi 22 trận bán kết liên tiếp mà không thể ghi bàn. Thành tích đáng quên này kéo dài trong suốt 9 năm. Lần gần nhất anh thực hiện được điều này là pha lập công vào lưới Chelsea tại bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh mùa giải năm 2014 đến năm 2015, thời điểm anh còn chơi cho Liverpool. Trong 23 trận bán kết mà Sterling thường góp mặt, anh chỉ có được 9 chiến thắng, 2 kết quả hòa và 12 thất bại. Trên khía cạnh khác của thế giới bóng đá, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam Quang Hải đã chính thức trở về nước sau thời gian dài thi đấu ở nước ngoài. Sự trở về của Quang Hải đã khiến cả cộng đồng bóng đá Việt Nam rạo rực hạnh phúc. Cầu thủ này nhiều lần góp công lớn trong thành công của đội tuyển Việt Nam và sự xuất hiện của anh sẽ là một bổ sung quan trọng cho đội hình. Cuối cùng, ở vòng 3 FA Cup, tiền vệ của Newcastle United Jee Linton đã gặp phải chấn thương đùi. Dù ban đầu dự kiến chấn thương không nghiêm trọng, nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, cầu thủ người Brazil sẽ mất khoảng hơn một tháng để bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, chấn thương của Jee Linton nặng hơn dự kiến và đòi hỏi thời gian nghỉ dưỡng dài hơn. Chelsea đã kiếm được số tiền lớn từ việc bán cầu thủ, trong đó việc bán Hazard cho Real Madrid là thương vụ mang về nhiều tiền nhất cho họ. Trong mùa hè năm ngoái, Chelsea đã thanh lý tổng cộng 9 ngôi sao để thu về hơn 220 triệu bảng trong 10 năm qua. Đội bóng này đã thu về tổng cộng 1,3 tỷ bảng nhờ việc bán cầu thủ từ mùa giải năm 2014 đến năm 2015. Hiện tại, Chelsea xếp sau Benfica và AS Monaco trong bảng xếp hạng những đội bóng kiếm tiền nhiều nhất từ việc bán cầu thủ. Trong trận đấu giữa Real Madrid và Almeria, đã xảy ra hàng loạt tranh cãi về quyết định của trọng tài. Có ít nhất hai tình huống đưa ra quyết định có lợi cho Real Madrid từ vị thế bị dẫn trước. Thầy trò Carlo Ancelotti đã ngược dòng đánh bại Almeria 3-2 phút 90+9, với Dani Ceballos ghi bàn quyết định. Đây là một trận đấu đầy kịch tính và tranh cãi. Trong một tin vui cho Man United, họ sẽ đón sự trở lại của bộ đôi hàng thủ Harry Maguire và Luke Shaw. Cả hai đã không thi đấu kể từ trận thua 0-2 trước WAM ngay trước Giáng sinh. Harry Maguire đã bị loại khỏi đội hình vì vấn đề ở chân và Luke Shaw đã nghỉ thi đấu từ trận đó. Sự trở lại của họ là tín hiệu tích cực đối với Man United, đặc biệt khi hàng thủ của họ đã gặp nhiều khó khăn. Man United hy vọng vào một chiến thắng trước trận đấu sắp tới. Real Madrid đã ngược dòng và giành chiến thắng trước Almeria, giúp họ tiếp tục bám đuổi Girona Los Picos trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, Real Madrid xếp thứ hai với chỉ một điểm ít hơn Girona. Trong khi đó, Barcelona đứng thứ ba và kém Real Madrid 7 điểm. Trận đấu tiếp theo của Real Madrid sẽ là cuộc đụng độ với Las Palmas, trong khi Barcelona sẽ đón tiếp đối thủ Villarreal Timber đang hồi phục từ chấn thương đầu gối nhanh hơn dự kiến. Cầu thủ người Hà Lan có thể trở lại thi đấu cho Arsenal trong 2 tháng cuối mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Timber đã tỏ ra sẵn sàng cạnh tranh vị trí với Jurrien Timber, và anh chia sẻ, tôi biết cách đối phó với sự cạnh tranh và chỉ có một cách duy nhất là nỗ lực và tập luyện. Thậm chí còn khó hơn và vào cuối mùa giải mọi người sẽ đánh giá. Tôi tập trung vào toàn đội và cố gắng làm tốt điều gì cần phải hạn chế trong tương lai. Quan trọng nhất là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Timber cũng nói về việc đối mặt với những thách thức trong sự nghiệp và khả năng thích ứng với mọi tình huống. Trong tin tức khác, Liên đoàn bóng đá Ghana đã miễn nhiệm Chris Hughton khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Ghana. Quyết định này được đưa ra sau khi Ghana không thể tiến tới vòng 16 đội quốc châu Phi sau trận đấu thua Gambia 3-2. Ghana đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua vòng bảng với chỉ 2 điểm sau các trận hòa với Mozambique và A Cầu. Manchester City đã phải đối mặt với một quyết định gây tranh cãi khi UEFA ban hành lệnh cấm tham gia Champions League đối với họ. Tuy nhiên, việc này không được xem là cuối cùng khi chủ tịch UEFA, Alexander Seferin, đã bảo vệ quyết định này và khẳng định rằng việc buộc tội Manchester City vi phạm luật công bằng tài chính năm 2020 là đúng đắn. Ông cũng cho biết rằng lệnh cấm tham gia Champions League không nên bị gỡ bỏ. Ban đầu, UEFA buộc tội Manchester City về việc qua mặt cơ quan quản lý và vi phạm các quy tắc về luật công bằng tài chính. Tuy nhiên, sau khi Manchester City kháng cáo, họ đã thoát khỏi án phạt cấm tham gia Champions League. Điều này đã gây ra sự tranh cãi lớn trong giới bóng đá và giữa các đội bóng cạnh tranh với Manchester City.
Trong một tin tức khác, thủ thành của Manchester United Onana đã bỏ lỡ trận mở màn của đội tuyển Cameroon tại Cúp Châu Phi AFCON sau khi quyết định tiếp tục thi đấu cho Manchester United và trì hoãn tham gia đội tuyển quốc gia cho đến ngày bắt đầu giải đấu của họ. Onana đã tỏ ra tức giận khi biết tin mình bị loại khỏi đội hình xuất phát và đã tham gia vào một cuộc tranh cãi với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon. Tuy nhiên, sau đó, Onana đã tham gia vào trận đấu và thể hiện sự hạnh phúc cùng đồng đội. Trong một tin khác, đội tuyển bóng đá Trung Quốc đã bị loại sau khi kết thúc lượt trận cuối của bảng B và C. Đội bóng này chỉ có 2 điểm sau 3 trận và đứng thứ 3 ở bảng A, không còn hy vọng tiến vào vòng 16 đội Cúp Châu Phi.